Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ tổ chức sự kiện truyền thông dự phòng trước phơi nhiễm HIV REP Cần Thơ với sự tài trợ của dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIVS. Việc sử dụng REP làm giảm đến 97% nguy cơ nhiễm HIV qua quan hệ tình dục không an toàn, giảm 74% nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường tiêm chích ma túy. Hạn chế của REP là không ngừa được bệnh lây qua đường tình dục. Điều trị REP tại Cần Thơ được miễn phí hoàn toàn và được miễn phí xét nghiệm Thành phố Cần Thơ hiện có 16 cơ sở PrEP công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố và cơ sở PrEP lưu động của CDC Cần Thơ. Đến nay có 1.504 khách hàng đang sử dụng và 2.561 khách hàng mới. Tại sự kiện, các đại biểu được tham quan các mô hình trưng bày, triển lãm, truyền thông, các trò chơi, biểu diễn văn nghệ về các hoạt động phòng chống HIV.